Trong hệ sao 55 Cancri có 5 hành tinh, 4 trong số đó là những hành tinh khí khổng lồ giống sao Mộc và sao Thổ. Nhưng hành tinh thứ 5, hay đúng hơn là thứ nhất vì nó gần với ngôi sao nhất, lại vô cùng khác. 55 Cancri E gần với mặt trời của nó đến nỗi một nửa bề mặt hành tinh là đại dương dung nham nóng chảy. Một nửa còn lại chìm trong bóng tối vĩnh cửu vì nó không bao giờ hướng về phía mặt trời. Giữa vùng có nhiệt độ thiêu đốt và bóng tối là khu vực hoàng hôn. Đây là một dải mỏng không chứa bất kỳ thứ gì cả. HD 189733b, tôi không nhắc lại tên này đâu, là ngoại hành tinh duy nhất trong quỹ đạo sao của nó. Thoạt nhìn, trông nó khá xinh xắn, nhưng vòng xoáy màu xanh và trắng tạo thành ác hoa văn kỳ diệu trên bề mặt. Nhưng những màu sắc này thực ra lại đến từ các hạt silicat cứng trong bầu khí quyển. Điều này có nghĩa là ở đây có mưa thủy tinh. Nhưng điều tồi tệ nhất là gió đạt tốc độ lên tới 8.700 km/h, hoặc gần như Mach 7. Nếu so sánh thì tốc độ gió nhanh nhất trên trái đất là 408 km/h, thấp hơn 20 lần. Do đó, thủy tinh rơi xuống từ bầu trời di chuyển theo chiều ngang với tốc độ siêu âm và sẽ xé toạc mọi thứ trên đường đi của nó. Chúng ta có một cái tên cực kỳ dài cho một hành tinh rất rất lạnh. Mặc dù sao chủ không ở quá xa, nhưng đây lại là một ngôi sao lạnh đỏ và nó chỉ có thể truyền rất ít nhiệt với hành tinh nọ. Nhiệt độ đây chỉ là âm 223 độ C, chỉ ấm hơn độ không tuyệt đối một chút. Do đó, ngoại hành tinh này tối tăm, ảm đạm và được bao phủ trong một lớp băng vĩnh cửu không bao giờ tan. Tuy nhiên, nếu có lõi đá thì nó có thể tạo ra một chút nhiệt. Do đó, nằm sâu dưới bề mặt băng có thể là thứ gì đó lạ lùng không xác định đang ẩn nấp. Dimidium nằm cách hệ mặt trời của chúng ta khoảng 50 năm ánh sáng. Đây là một hành tinh không thân thiện với các loại sinh vật sống vì nhiều lý do. Nó đã bị khóa chặt với mặt trời do thủy triều. Điều này có nghĩa là một trong những bề mặt của nó luôn hướng về phía ngôi sao, trong khi những mặt kia luôn quay đi. Mặt nóng có nhiệt độ cao lên tới 980 độ C. Còn gió thì thổi với vận tốc 1.000 km/h. Mặc dù đây là một hành tinh khí khổng lồ, nhưng Dimidium có một lượng lớn sắt tan chảy và bay hơi trong khí quyển rồi tạo ra những đám mây. Và khi nguội đi, chúng rơi xuống bề mặt trong cơn mưa sắt nóng chảy. Oxy thường được xem là yếu tố mang lại sự sống cho một hành tinh, nhưng điều này chắc chắn không đúng với Osiris. Các nhà khoa học đã bị sốc khi tìm thấy oxy trên hành tinh này, hay đúng hơn là xung quanh nó, bởi vì nó gần với mặt trời của nó hơn là sao Thủy với mặt trời của chúng ta. Khoảng cách này khiến Osiris trở thành một nồi có thể đốt cháy mọi thứ. Nó cũng có một quỹ đạo cực ngắn quanh ngôi sao chủ. Một năm trên Osiris chỉ bằng 3,5 ngày trên trái đất. Thêm vào đó, bầu không khí của hành tinh liên tục bị thổi và tan chảy dưới sức nóng mặt trời ở đây. Các nhà thiên văn biết chắc chắn rằng vũ trụ đang phát triển lớn hơn ở tốc độ không ngừng tăng lên. Nhưng nếu toàn bộ phồng lên thành thứ gì đó lớn hơn thì phải có một loại rìa nào đó, phải không? Không chắc là mọi người sẽ phát hiện ra, nhưng nếu có thì nó sẽ là gì? Một bức tường gạch khổng lồ và rồi không có gì ư? Hay một vực thẳm dẫn đến hư không? Lý thuyết phổ biến nhất là vũ trụ được định hình sao cho nó không có gì à? Nhưng đó không phải là ý tưởng duy nhất. Một lý thuyết khác thậm chí còn khó hiểu hơn. Vũ trụ thực sự là vô hạn. Và phần chúng ta đang sống không phải là duy nhất. Nghĩa là ở đâu đó ngoài kia có phiên bản khác của bạn, hay đúng hơn là phiên bản còn lại của bạn. Một trong số họ chỉ thấp hơn bạn một chút, người khác mọc tóc theo cách khác, người thứ ba giống hệt bạn theo mọi cách có thể. Này, đẹp đấy! Điều gì sẽ xảy ra nếu vũ trụ của chúng ta chỉ là một phần của đa vũ trụ? Ồ vâng, cũng có lý thuyết về một vũ trụ lớn bao gồm nhiều vũ trụ nhỏ hơn, và vũ trụ chúng ta đang sống chỉ là một bong bóng nhỏ giữa các bong bóng khác tương tự. Những nhà khoa học ủng hộ ý tưởng này cũng chắc chắn rằng các bong bóng vũ trụ có thể tiếp xúc với nhau. Sau đó, trọng lực bắt đầu giao thoa giữa chúng. Và khi hai hoặc ba vũ trụ kết nối, một vụ nổ lớn xảy ra, giống như vụ nổ đã tạo ra vũ trụ của chúng ta vậy. Năng lượng tối là gì? Mọi thứ trên trái đất và mọi thứ con người nhìn thấy trong không gian, với nhờ kính viễn vọng và các thiết bị khác là vật chất bình thường. Nó được tạo thành từ các nguyên tử và phân tử chiếm dưới 5% vũ trụ. Gần 3/4 vũ trụ là năng lượng tối. Các nhà thiên văn thậm chí sẽ không biết thứ này có tồn tại.
nếu vài thập kỷ trước họ không phát hiện ra rằng sự mở rộng của vũ trụ không bị chậm lại mà hoàn toàn ngược lại, nó đang tăng tốc. Nghĩa là phải có một lực bí ẩn nào đó chống lại trọng lực. Nó được mệnh danh là năng lượng tối. Một trong những hàng xóm gần gũi nhất của trái đất thì sao nhỉ? Ánh sáng từ mặt trời chỉ mất 6 phút để đến được sao Kim. Đây là hành tinh có quỹ đạo tròn nhất trong số tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời. Nghịch lý thay, một ngày trên sao Kim dài hơn một năm. Bạn hãy tự xem đi, sao Kim phải mất quãng thời gian tương đương 243 ngày trên trái đất để quay hết một vòng xung quanh trục của chính nó. Ngoài ra, để quay hết một vòng xung quanh mặt trời, sao Kim mất tới 224 ngày trên trái đất. Sao Kim có nhiều núi lửa hơn bất kỳ hành tinh nào khác trong hệ mặt trời. Các nhà thiên văn học đã phát hiện ra có tới 1.600 ngọn núi lửa trên bề mặt sao Kim, và có thể có những ngọn núi lửa khác nữa, nhưng chúng quá nhỏ để chúng ta có thể nhìn thấy. Hầu hết các núi lửa này không còn hoạt động, nhưng có một số ngọn vẫn có thể có dung nham sôi sục. Ngọn núi cao nhất trên sao Kim là Maxwell Montes, với chiều cao 29.000 feet, nó cao gần bằng đỉnh Everest. Gió trên sao Kim có thể thổi với tốc độ đáng kinh ngạc. Ở tầng bình lưu của bầu khí quyển, sức gió có thể lên tới 450 dặm một giờ, và mức này còn cao hơn cơn lốc xoáy mạnh nhất trên hành tinh của chúng ta. Trên sao Kim không có các mùa, và một trong những lý do là do độ nghiêng của trục hành tinh này chỉ nhỏ hơn 3 độ. So sánh để dễ hình dung, độ nghiêng của trục trái đất là khoảng 23 độ. Đó là lý do tại sao phần bán cầu mà hướng về phía mặt trời nhận được nhiều năng lượng hơn so với phần còn lại. Sao Kim quay chậm khiến từ trường tại đây yếu hơn so với trái đất. Hành tinh này quay theo hướng ngược lại so với mặt trời và hầu hết các hành tinh khác trong hệ mặt trời. Hiện tượng này được gọi là nghịch hành. Lý do có khả năng xảy ra nhiều nhất có thể là do một vụ va chạm mạnh với một thiên thể kích thước lớn, ví dụ một tiểu hành tinh. Nếu bạn đến thăm sao Kim, bạn sẽ không thể nhìn thấy trái đất hoặc mặt trời vì những đám mây siêu dày đặc luôn bao phủ bầu trời của hành tinh này. Trời đất ơi, thẻ tín dụng của tôi đâu rồi? Tôi đã sẵn sàng đặt vé đi nghỉ tại sao Kim rồi đây. Không đâu. Mặc dù có nhiệt độ nóng như thiêu đốt và bầu khí quyển dày đặc, sao Kim thường được gọi là người anh em sinh đôi của trái đất. Có lẽ là anh em sinh đôi ác quỷ thì đúng hơn. Bạn thấy đấy, hai hành tinh có cùng kích thước như nhau. Hơn nữa, thành phần của sao Kim cũng giống như hành tinh của chúng ta. Và cuối cùng, quỹ đạo của người hàng xóm này cũng gần giống với trái đất nhất. Sao Kim là một trong số rất ít các hành tinh chúng ta có thể nhìn thấy trước mặt trời. Thật không may, điều này rất hiếm khi xảy ra. Trên thực tế, nhờ phát minh ra kính thiên văn, con người mới có thể nhìn thấy đường di chuyển sao Kim không quá 7 hoặc 8 lần. Sao Kim là hành tinh sáng nhất trên bầu trời, đồng thời là thiên thể sáng thứ hai sau mặt trăng. Trái đất, chúng ta đã đến ngôi nhà của mình. Đây là nơi đặc nhất trong hệ mặt trời. Lõi ở trung tâm trái đất chiếm 15% thể tích của hành tinh. Nó bao gồm hai phần, lõi bên ngoài và lõi bên trong. Lõi bên trong là một quả bóng rắn được tạo thành từ sắt và niken. Bán kính của nó là 1.220 km, chiếm 20% bán kính của cả trái đất và 80% bán kính của mặt trăng. Lõi bên ngoài dày 2.400 km và chứa chất lỏng. Nó cũng có sắt và niken nhưng không chịu đủ áp lực để trở nên rắn chắc. Nhiệt độ tại ranh giới giữa lõi bên trong và lõi bên ngoài của trái đất là 6.000 độ C, tương đương bề mặt của mặt trời luôn. Và áp suất ở đó gấp 3,3 triệu lần áp suất khí quyển tại mực nước biển. Có một lớp phủ bao quanh lõi bên ngoài. Lớp này dày 2.900 km, chiếm gần 84% thể tích của cả trái đất. Lớp phủ có chứa các khối đá silicat, giàu sắt và magie. Lớp vỏ địa chất là một lớp tương đối mỏng, nó chỉ chiếm 1% thể tích trái đất. Cùng với phần trên của lớp phủ, lớp vỏ cũng bị chia thành các mảng kiến tạo. Chúng di chuyển nhanh như cách móng tay của bạn mọc và để nhiệt thoát ra từ bên trong trái đất. Lớp vỏ chủ yếu được tạo thành từ oxy, silicon, nhôm, sắt và các khoáng chất khác. Sao Hỏa, đã đến lúc chúng ta rời khỏi trái đất và đi đến hành tinh đỏ. Đây là hành tinh cuối cùng trong số các hành tinh gần mặt trời. Nó còn được gọi là hành tinh đất vì được tạo thành từ đá và kim loại. Sao Hỏa có lõi được tạo thành chủ yếu từ sắt, niken và lưu huỳnh. Lõi rộng từ 1450 đến 1930 km. Lõi không di chuyển, đó là lý do tại sao Sao Hỏa thiếu từ trường trên khắp hành tinh. Từ trường mà nó có chỉ bằng 0,01% từ trường của trái đất. Lớp phủ bao quanh lõi được tạo thành từ silicat dày, oxy và một số khoáng chất khác. Bạn có thể so sánh nó với kem đánh răng đá mềm. Lớp phủ của Sao Hỏa cũng mỏng hơn nhiều so với lớp phủ của trái đất. Nó chỉ dày từ 1.300 đến 1.770 km. Lớp vỏ mỏng của hành tinh này chứa đá ba dàn núi lửa.
Các nhà thiên văn học tin rằng nó không bị vỡ thành các mảng kiến tạo mà giữ được một mảng nguyên vẹn. Lớp vỏ được bao phủ bởi một lớp bụi mịn màu đỏ trông giống phấn hoạt thạch vậy. Sao Mộc. Hành tinh tiếp theo trong chuyến đi này rất khác những hành tinh chúng ta đã ghé thăm. Đây là hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời. Sao Mộc là một khối khí khổng lồ. Nếu hành tinh này nặng hơn gấp 80 lần thì nó sẽ có cơ hội biến thành một ngôi sao lùn đỏ nhỏ bé. Nếu bạn quyết định nhảy dù xuống sao Mộc, bạn sẽ không bao giờ có thể hạ cánh trên một bề mặt rắn chắc. Hiện vẫn chưa rõ lõi của hành tinh này là một quả cầu chất lỏng nóng chảy hay một khối đá rắn có khối lượng gấp 14 đến 18 lần trái đất. Có một số bằng chứng cho thấy lõi của hành tinh khí khổng lồ này có thể đang tan chảy ngay lúc này. Dù sự thật là gì thì nhiệt độ ở trung tâm sao Mộc vẫn lên đến những 35.000 độ C. Khoảng 90% bầu khí quyển của hành tinh này là hydro, 10% còn lại được tạo thành từ heli và một lượng nhỏ các khí khác. Dưới áp suất khí quyển cực lớn, càng đi sâu xuống, khí hydro và heli sẽ biến thành chất lỏng đậm đặc. Càng gần lõi, chất lỏng này sẽ trở thành hỗn hợp của hydro và heli kim loại. Trên sao Mộc không có nền đất vững chắc. Đó là lý do tại sao các nhà thiên văn học định nghĩa bề mặt của hành tinh này là một điểm có áp suất khí quyển tương đương áp suất trên trái đất. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể đứng trên bề mặt đó vì nó cũng chỉ là một lớp khí mà thôi. Lực hấp dẫn ở đó mạnh hơn 2,5 lần lực hấp dẫn trên hành tinh của chúng ta. Sao Neutron sẽ được hình thành sau khi một siêu tân tinh tan rã. Sau khi sinh ra, nó quay cực kỳ nhanh, khoảng 60 lần mỗi giây. Nhưng tốc độ này đôi khi có thể tăng thành 600 lần mỗi giây. Ôi, chóng hết cả mặt. Không gian đáng lẽ không có màu đen vì các ngôi sao ở khắp mọi nơi. Chúng phải thắp sáng hết mọi thứ xung quanh chứ. Bạn không thấy nó ở bất kỳ nơi đâu vì một số ngôi sao không tồn tại đủ lâu để ánh sáng của chúng đến được trái đất. Một trong những mặt trăng khác của sao Thổ, tên Iapetus, có hai tông màu độc đáo. Sự khác biệt rất ấn tượng giữa hai bán cầu của vệ tinh này, một bên thì sáng, bên còn lại thì tối một cách kỳ lạ. Các nhà khoa học vẫn chưa có lời giải đáp cho bí ẩn này. Tất cả hành tinh của hệ mặt trời có thể nằm lọt giữa trái đất và mặt trăng mà vẫn còn dư nhiều khoảng trống. Vâng, có rất nhiều không gian trong không gian. Sao Thổ không phải là hành tinh duy nhất có vành đai. Các hành tinh khí khổng lồ như sao Thiên Vương, sao Hải Vương và sao Mộc cũng có vành đai riêng của chúng, nhưng nó quá mỏng để có thể nhìn thấy được. NASA có thể chuyển đổi sóng plasma, sóng vô tuyến và từ trường thành các file audio và nghe những gì đang xảy ra trong không gian. Họ ghi lại tất cả các loại âm thanh hấp dẫn từ tiếng bíp đến tiếng hú như xe cứu thương. Cùng lúc đó, bản thân không gian là một nơi yên lắng kỳ lạ, có một số sóng âm và rung động nhưng con người không thể cảm nhận được chúng. Charicle là một thiên thể nhỏ bé quay quanh mặt trời giữa quỹ đạo sao Thổ và sao Thiên Vương ở vòng ngoài hệ mặt trời. Nó rộng khoảng 253 km và không phải là hành tinh. Tuy nhiên, nó vẫn có hai vành đai riêng của mình.